Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Sammy ơi, video ăn lần trước của chúng ta đã đạt được hơn 20.000 like rồi. Nhanh dữ vậy, chắc là nhiều bạn thích á. Vậy chắc là bây giờ chúng ta phải làm đến tập tiếp theo thôi, chứ không thôi chúng ta sẽ thất hứa những bạn fan đó. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Savida. Chị mày nói nhỏ như vậy ngại ngùng hả? Trời ơi, có nhiều bạn xem mấy cái video ăn á bạn, xong mấy bạn kêu là trời ơi chị Sam ăn nhiều dữ vậy trời. Chị Sam con gái gì mà chị Sam ăn ấy ghê vậy? Có nhiều bạn comment vậy lắm nha. Cái ngại đó, ngại ngùng quá. Ok, thì lần này bọn mình sẽ lại tiếp tục làm thêm một video ăn nữa nha các bạn nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy kéo xuống bên dưới, nhớ mình nút like cho video này. Và nếu như video này đạt được 30.000 like thì mình sẽ làm đến tập tiếp theo nha. Lần trước mấy bạn đã like cho mình được 20.000 like rồi. Lần này mà được 30.000 like thì bọn mình sẽ làm đến tập tiếp theo. Và tập này là bọn mình sẽ ăn đồ ăn đặc biệt hơn nữa nha các bạn nha. Ok, còn giờ thì cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta đã vào trong Minecraft rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiếm đến cái món ăn đầu tiên của chúng ta nha các bạn nha. Lần trước á thì mình đã kiếm được đồ ăn ở trong nhà của Sammy rồi đây. Thì nhà Sammy lần trước mấy bạn có nhớ không, là Sammy ăn đến tận 2 con heo quay các bạn ạ. Trời ơi, hình như bên trong còn đúng không, để mình vô mình kiểm tra coi. À, còn cái sao không nè, vẫn còn nè, 12 con heo quay nha. Trời, một mình Sammy ăn hết 12 con heo quay. Ông ăn heo quay chứ mà ông không tin đâu, tôi ăn cho ông xem nè, đúng không? Rồi Sammy ăn heo quay nhiều hàng gì mà sao không mặc tay à? Sao bà ăn tôi, ý bà nói tôi là heo quay hả? À? Ý Sam nói tôi là heo quay đúng không? Tôi không biết, ai biết là ok. Và bây giờ á, lần trước là mình kiếm cho nhà Sam nè, bây giờ nhà Dịch nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bên nhà của Siro thử nha các bạn nha. Ok, nhà của Siro có trái gì nè, trái cherry hả? Hả, bây giờ thôi không thèm ăn đâu, không thích ăn mấy trái cherry này, mình muốn kiếm món gì đó ngon hơn để ăn nha. Siro hả? Bánh mì hả ta? Không, bánh mì ăn không ngon, có gì khác đâu. Ờ, bên dưới này cái lò nướng này có bánh kem nè, bánh kem lần trước mình ăn rồi. Ok, còn tủ lạnh thì sao? Tủ lạnh lại không có gì hết trơn luôn. Không ăn gì hết trơn à? Hè, Siro nhịn đói ta. Ủa, Siro không ăn gì hết trơn vậy? Từ từ. Có chứ. Mật ong nè, thôi mật ong ăn không ngon đâu, trời ăn mật ong có gì đâu đặc biệt đúng không các bạn. Mình sẽ lên trên lầu coi, nhiều khi trên lầu nhà của Siro có gì đó là sao. Lên lầu thử. Ok, bắt cá hả? Dưới đây làm gì có cá. Ô mà khoan, từ từ từ, ở đây có gì nè. Ô, một cái rương bí mật. Cái rương bí mật. Ô từ từ. Ui tôm nè, trời ơi núi tôm. Wow, quá trời tôm luôn. Tôm là ông Phong cực kỳ khoái ăn luôn mấy bạn. Tôi là tôi không thích ăn tôm lắm. Trời ơi, ăn tôm ngon mà. Mấy bạn tưởng tượng đi, một con tôm tươi ơi là tươi, chúng ta gọi là lột vỏ ra, chúng ta chấm vô trong muối tiêu chanh ngon. Ok, một món đầu tiên là món tôm nè. Thôi bây chắc là bây giờ bọn mình cứ ăn món tôm trước đi hả bạn ha, rồi chúng ta sẽ ăn đến hai món tiếp theo nha. Ok rồi, món tôm nhưng mà không phải là tôm bình thường đâu nha. Mình mới vừa nghĩ ra cái này hay lắm nè. Món tôm của chúng ta sẽ là món tôm. Và cái món ăn đầu tiên của chúng ta, như các bạn đã xem ở trong Minecraft thì các bạn cũng biết đó chính là món gì đúng không? Món gì sao? Tôm wow, tôm hùm nó to thiệt sự luôn các bạn nè, nó hai các bạn nè, hai. Ok, mình sẽ cầm tôm hùm cho bạn xem. Wow, wow, wow. Ui ôi. Nó bự lắm luôn á. Nó bự lắm luôn á các bạn ơi. Con tôm này bự như thế này không? Nè, tay tôi nè. Wow, to thiệt sự luôn á. Ok. Ê, nhưng mà nó có một cái càng to với một cái càng nhỏ nè. Sao mày chọn cái nào? Càng nhỏ. Sao vậy? Tôi cũng ăn tôm hùm. Ủa gì kỳ vậy, tôm ngon mà. Tôi là ít thôi ăn nhiều nữa, không ngon, phải ăn xíu xíu thôi. Nhưng mà nó là tôm hùm, nó khác với mấy con tôm nhỏ nhỏ, hiểu không? Nếu như các bạn không biết thì hiện tại ở nhà của Phong, Phong cũng đang nuôi rất là nhiều tôm luôn nha các bạn nha. Đây, đây chính là những con tôm mà nhà Phong nuôi nè, mấy bạn thấy nè. Đấy, mấy con tôm này á là Phong đã nuôi nó từ rất là lâu rồi. Và lý do mà Phong nuôi tôm á là bởi vì là Phong rất là yêu động vật luôn các bạn ơi. Và bây giờ Phong sẽ ăn tôm. Bây giờ mình với Sammy sẽ bắt đầu ăn con tôm hùm này nha. Đúng rồi, bây okay. Giờ mỗi người một càng đi. Ok, mỗi người một cái càng nha. Mở rồi, Sammy muốn ăn càng nhỏ đúng không? Nhỏ. Thiệt luôn á, bình thường người ta phải thích ăn càng to chứ. Sam bẻ đi, cho Sam bẻ đó. Wow. Bẻ đi. Bẻ sao? Bẻ mạnh lên. Bẻ, quẳng á. À. Ô, xây hai nè. Xin chào các bạn. Rồi bây giờ á thì để có thể mà mở được cái con tôm này ra thì chúng ta cần phải làm cái gì mấy bạn biết không? Đó chính là chúng ta sẽ cầm nó trên tay thế này nè. Ồ. À, sao mày nhìn theo Phong nha. Rồi. Đó, để có thể mở được cái càng ra, cầm cái này sau đó chúng ta gõ vào đầu. À, đụng cái quyền chi nhớ luôn á. Dở thôi bạn, mình cần phải có một cái kẹp để kẹp cái vỏ này ra. Thì ở đây mình có mua một cái kẹp để kẹp cái vỏ cua ra các bạn ạ. À. Đây. Wow. Ê lộn không? Đúng không? Ủa phải cái kẹp này không? Cái này là cái kẹp con cua bé.
ăn mì. Tiếp tới thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Thôi, tôi lấy bằng cái cây sắt này tôi gõ vậy. Ôi, được kìa. Ô, trời ơi, nhìn cái càng thật to kìa trời. Nguyên một cái càng tôm bên trong toàn là thịt thôi. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Rồi dạ, xong đi thả miệng ra không được. Mình sẽ thử ăn nha mẹ. Ngon không? Ngọt đúng không? Mình sẽ thử luôn nha. Trời ơi, nó ngọt ngay luôn á. Thật may mắn bởi vì bọn mình đã kiếm được con tôm hùm ở trong Minecraft. Vậy ngoài đời tụi mình được ăn, À đâu, ở trong Minecraft bọn mình kiếm được con tôm nhỏ. Ra ở đây bọn mình kiếm được tôm hùm. Đúng rồi, mình câu được các bạn. Đã ăn tôm là phải có muối ớt xanh nha các bạn. Ok. Đây các bạn xem nè, nguyên một cái miếng càng cua mà toàn là thịt thôi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một miếng, sau đó mình chấm vô muối ớt xanh. Rồi Sam ăn nè. Ngon. Sao vậy? Tôi thích muối ớt xanh. Không thích ăn muối ớt xanh á. Trời ơi, ăn hải sản mà không ăn muối ớt xanh, bảo đảm là bạn nào đang ngồi ở nhà xem video này á là chảy nước miếng luôn. Yeah. Thấy bạn hả miệng ra mình đút cho nè. Cái này nó to lắm ạ. Sammy á là Sammy lại không thích ăn tôm. Không hiểu sao luôn, tôm hùm ngon thế này mà lại không thích. Đây bây giờ sẽ cầm nguyên con tôm lên, sau đó mình sẽ bẻ cái đuôi của nó. Gạch nè, sao ăn gạch luôn? Không. Vậy không ăn nha. Không ăn nhìn nít đi các bạn, khoái quá. Hồi nhỏ chắc tắt thèm mấy em luôn á. Lúc nhỏ mình xem ở trên TV á, mình thấy người ta ăn tôm hùm á, mình rất là mơ ước ngày đó sẽ được ăn luôn, và bây giờ mình đã được ăn rồi. Ôi trời ơi, no bụng quá mấy bạn ơi, món tôm hùm hơi bị ngon luôn. Giờ nhắc lại vẫn còn chảy nước miếng. No chứ tôi có no đâu. Trời ơi, Sammy lại không thích ăn hải sản các bạn ạ, cho nên á là mình kiếm được con tôm hùm ngon quá trời ngon vậy mà Sam không chịu ăn, buồn Sam ghê. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ kiếm thử coi có món gì đó mà Sam ăn được không nha. Bây giờ mình sẽ qua bên nhà của em gái của Sam, đó chính là mèo Simmy. Ok, nhà mèo Simmy bán đồ ăn thì chắc chắn là toàn bánh luôn á. Ở đây là có táo nè, có cà rốt nè, bánh kem, sao lại là bánh kem nữa rồi, không ăn bánh kem ở đâu. Ủa vậy? Nhà Sim làm bánh mà. Thì nhà Sim làm bánh nhưng mà ý tôi là tôi không ăn bánh kem nữa, hiểu không? Ok rồi, bây giờ đến với món tiếp theo. Ủa, cái gì đây? Món gì đây? Ồ. Ôi sao nhìn cái này giống cơm sườn nha. Cái này là chén nước mắm nè. Cái này là giống cơm sườn á nha. Ok thôi được, vậy thì mình sẽ lấy hai dĩa cơm sườn đó. Mình lấy hai dĩa cơm sườn nha bạn nha. Rồi, ok, có món đầu tiên là hai dĩa cơm sườn. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo coi. Món tiếp theo sẽ kiếm ở nhà ai ta? Lần trước là kiếm nhà Kyron nè, Sammy với lại Mr. Dịch rồi. Hồi nãy kiếm nhà Siro và nhà mèo Simmy rồi. À, nhà Cá Mui. Ok được, để mình qua nhà Cá Mui kiếm thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua nhà của Cá Mui để coi nhà Cá Mui có gì ăn không nha các bạn nha. Rồi, let's go. Mời ông nhìn ngoài là biết bạn cái gì rồi, đúng không? Thôi, trời ơi, mặc dù á là mình biết á là Cá Mui ăn cà rốt rất là nhiều, nhưng mà mình cá chắc một điều là Cá Mui cũng sẽ giấu ăn cái món gì đó chứ không thể nào mà ăn cà rốt không được. Ở ngoài cũng ngon mà, cà rốt ngon mà, tôi thấy ăn cà rốt sống nha. Người ta ăn cà rốt á là nhìn người ta sẽ kiểu người ta sẽ cơ thể người ta sẽ thanh mảnh, người ta sẽ ốm đẹp, hiểu không? Mà Cá Mui á thì nhìn Cá Mui kiểu hơi mẫm mỉm một tí thì làm sao mà Cá Mui ăn cà rốt mãi được. Cá chắc với bạn là Cá Mui đang gọi là giấu cái đồ ăn gì ở trong nhà, ví dụ như bim bim nước ngọt hay gì đó rồi. Ôi, đâu để mình xem coi nhà Cá Mui có gì đây. Ủa cái này là gì đây? Sushi. Sushi. Quá trời luôn nha. Lấy. Bà Mui ăn được sushi nha. Sushi nè bạn ơi. Ê, đừng lấy món này được không? Tôi biết ăn. Tôi biết ăn món này. Nhưng mà nhà Cá Mui chứ có mỗi món này à, bà nhìn nè. Ủa nhưng mà tính ra chị em giống nhau ha. Sammy thì ăn một lần hết 12 con heo quay, còn Cá Mui ăn một lần hết mấy dĩa sushi luôn ha. Tôi không biết ăn món này. Đừng lấy món này được. Đừng lấy món này mà. Mà bây giờ mình nhà Cá Mui chỉ có mỗi món này thôi à. Sao không ăn thì để Phong ăn rồi, giùm cho. Rồi ăn nha, tôi sẽ chấm tôm nha. Rồi mình sẽ lấy một dĩa sushi nha bạn nha. Ok rồi, húi, nhảy xuống dưới. Rồi xuống dưới, dưới. Rồi ok, vậy là món ăn tiếp theo của chúng ta sẽ là món sushi. Và món gì nữa đây? Cơm sườn. Để coi coi, cơm sườn hả? Ồ, mình mới nghĩ ra cái này hay lắm nè. Let's go. Hey, và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là sushi. Sashimi. Vậy mà tôi tưởng là trái cây chứ. Trái cây gì mà trái cây. Cái này là món sashimi bọn mình đã kiếm được trong Minecraft mà. Thì Sam cố gắng kiếm được trái cây trong Minecraft đi là bọn mình sẽ được ăn trái cây. Ok. Tôi quên. Người con của cá, tôi là cá bọc nhưng mà tôi không thể nào ăn cá đâu mà. Tôi là cá bọc ăn chay á. Chắc các bạn cũng biết là Sammy sẽ không ăn được cá, cho nên ở đây mình có đặt là không chỉ có cá đâu mà nó còn có cả thanh cua nè, với lại là mực cho Sam. Đây mấy bạn nhìn nè. Quá là đẹp luôn, rất là nhiều món ở trong đây luôn nha. Ở trong đây á thì mình thấy là ở đây là có cái
này người ta gọi là cơm cuộn nè, tiếng Việt người ta gọi là cơm cuộn. Bên này thì có những cái sushi, bên này thì có sashimi, cá sống đồ cái kiểu á bạn. À, thì nói chung á là bọn mình kiếm được gì trong Minecraft bọn mình phải ăn cái đó. Mình cũng ngán cá lắm rồi, nhưng mà thôi ăn thôi. Rồi mời Sam ăn. Ủa gì Sam ăn rong biển hả? Để sao Sam lại ăn rong biển? Thì đây có những món ngon hơn nè. Đây 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 đây. Sam nhìn nè, Sam thấy gì không? Một cái miếng bạch tuộc được quấn ở trên miếng cơm. Bạch ngon thế này. Có luộc tôi không ăn nào. À. Nhỏ thôi nha. Ừ, cắn miếng đây, cắn miếng. Ngon. Xạo quá, cái này chỉ là cơm với bạch tuộc thôi, phải chấm vô cái gì đó mới ngon chứ. Cơm có vị rồi. Wow, cái này là một cái miếng sushi và có nguyên một con tôm ở phía trên luôn. Hồi nãy ăn cua hoàng đế rồi, giờ thì ăn tôm, thấy cũng ngán quá, ta thôi kệ ăn thử miếng. Ngọt nha. Cơm có vị rồi thấy chưa? Cơm, cái cơm này á bạn, nó không phải là cơm bình thường, cơm trắng mà mình nấu ở đâu, mà cái cơm này nó hơi có vị mặn mặn. Ngon thiệt á, ở trong cái phần sushi này nó có cái rong biển nè bạn, mình sẽ ăn thử. Ôi mặn quá hả? Eo ơi, nó mặn lắm luôn á, vậy mà Sammy ăn ngon lành vậy. Bây giờ đến cái phần ác mộng của Sammy nè các bạn. Đó chính là món cá sống. Sammy sợ cá sống lắm. Đây, cá hồi sống. Thả miệng ra. Thả miệng ra, ăn thử một miếng để biết chuyện. Cá hồi sống này á thì mình hay ăn nhiều rồi, trong mấy tập trước mình cũng có ăn rồi, cho nên mình sẽ không ăn cá hồi sống này nữa, mà mình sẽ ăn cái cá này nè các bạn. Thử nha. Tôi nhớ không ăn được. À, cá ngừ. Cái mùi của nó hôi quá à. Cái mùi nó hôi lắm luôn. Tôi không thích cá ngừ, cái mùi cá ngừ hôi quá. Nhưng mà nói chung là ngon. Như tất cả những cái này ở đây cái nào cũng ngon hết, trừ cái cá ngừ nha. Mình không thích cá ngừ, cái mùi cá ngừ tanh lắm. Ok, thôi chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo nào. Let's go. Let's go. Mấy bạn có biết món tiếp theo là gì không? Sammy biết không? Không. Đó chính là đó chính là món cơm sườn. Nhưng mà cơm sườn á, đã nhắc đến cơm sườn thì tất nhiên phải nhắc đến xa bi trướng. Yeah. Sườn bi chả xà bi trưởng. Dạ yeah. Đây chính là cái món xà bi trưởng, cái món cơm tấm của Anh Độ Mỹ Si các bạn ạ. Đấy thì mình mới vừa order về luôn nè. Wow, ngon quá. Ngon dở. Rồi mở ra xà đây. Mở ra đi. Ủa trong Minecraft có cơm sườn hay ha. Trong Minecraft có cơm sườn. Tính ra mình vừa chơi xong mà ta. Thôi rồi. Ok. Thì mình đặt cái cơm sườn này các bạn là xa đến tận 9 cây lận luôn á. Giao đến tận hình như là hơn tiếng đồng hồ mình mới nhận được lận. Tại vì nhà mình xa lắm. Oh my god. Thì mình á là mình chỉ gọi một phần nhỏ thế này thôi. Tại vì mình còn phải ăn nhiều món khác nữa, cho mình chỉ gọi một phần nhỏ thôi. Sammy cũng thế. Đây trời ơi nó bự quá bạn ơi. Wow. Biết sao nhưng mà hồi á tôi ít ăn cơm tấm lắm. Tại vì tôi không ăn nhiều. Nói thật luôn á. Không ăn nhiều hả? Ở bên Sài Gòn Sammy ăn cơm tấm, chứ bên hồi sao không ăn. Wow, cái hộp nước mắm được đựng ở trong một cái hộp nhựa ấy nè bạn. Rất là gọi là tiện luôn. Găng tay. Ủa, từ sẽ ra ăn găng tay đó. Găng tay luôn hả? Bốc thịt ăn. Găng tay để bóc sườn ăn đó. Oh. Oh, còn cái này là tóp mỡ nè các bạn. Quán của Anh Độ là nổi tiếng là có tóp mỡ. To dữ vậy. Mình sẽ bỏ lên trên cơm. Mình nghe người ta bảo là bỏ tóp mỡ vô trong nước mắm. Nhưng mà thì mình nghĩ là bỏ lên trên cơm, sau đó mình ăn nó sẽ giòn giòn, nó sẽ ngon hơn. Chứ bỏ nước mắm mình sợ nó bị ỉu á, nó bị gọi là mềm ra. Tôi ăn là tôi không có gọi là đổ nước mắm vô. Ăn thì là vừa rồi. Ủa, ăn cơm tấm mà không ăn nước mắm quá. Đúng rồi, tôi không ăn được. Có bạn nào ăn cơm tấm mà không đổ nước mắm giống sao không? Chứ tôi không ăn nước mắm. Tại sao ăn cơm tấm lại không ăn nước mắm? Còn mình đó nha, là mình ăn cơm tấm á là mình phải bỏ đầy nước mắm luôn, phải bỏ nhiều vô. Yeah. Mình thích nước mắm lắm, mình đạo nước mắm. Trời ơi, ăn cơm tấm mà không ăn nước mắm khác gì ăn cá viên chiên mà lại không ăn tương ớt không hả? Ăn ra ăn thì ngon. Ngon chỗ nào? Ngon lắm luôn á. Mấy bạn ơi, trong Minecraft á cơm sườn cũng nhỉnh đẹp á, nhưng ngoài đời đẹp hơn, ngoài đời to hơn. Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng sườn cho mấy bạn xem nè. Oh my god, cái miếng sườn ui thơm quá à. Được, bây giờ mình sẽ lấy một miếng thịt sườn ra. Thôi. Nhưng mà cái này hơi buồn nha. Tại sao hai hộp cơm mà lại chỉ được có một cái găng tay vậy? Ủa thật hả? Buồn quá vậy. Do tôi hên đó, tôi hên đó. Đây, miếng sườn nè, mấy bạn há miệng ra. Ngon quá. Ok, mình sẽ ăn thử miếng sườn coi nó như thế nào nha các bạn nha. Thịt sườn đó các bạn được ướp rất là đậm đà luôn, và đặc biệt hơn nữa là rất là mềm nha, không hề bị khô. Cái này không phải là mình thích Anh Độ cho nên là mình mới quảng cáo đâu các bạn, không hề nha. Mà mình á, nó thật là ngon thật. Mình là cái người rất là khó tính trong cái việc ăn uống luôn. Cái món nào mà dở thì mình sẽ nói dở, ngon mình sẽ nói ngon. Công nhận là thịt ở đây ngon thiệt, mềm thơm. Cái hạt cơm tấm á bạn là nó khác với cơm bình thường nha. Mình phải công nhận một điều luôn các bạn, đó chính là cái hạt cơm tấm ở đây được nấu rất là vừa luôn, không hề bị quá khô cũng không hề bị quá chín. Nói chung là mình cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng mà khi mà ăn vào á nó vẫn còn giữ được cái vị giòn của cơm. Cơm tấm thường là ăn nó phải giòn giòn xíu. Ủa, từ cái nấu cơm ăn ngon như này không? Thành nấu hả?
Thật sự rất là tiếc luôn các bạn. Nếu như mà mình không phải ăn quá nhiều á thì mình sẽ ăn hết nguyên hộp cơm này luôn. Nhưng mà vẫn còn nhiều món quá cho nên là mình chưa ăn hết được. No quá, sắp no rồi các bạn ơi. Mày không nói kê cơm với vợ đúng không? Đâu. Khen mà khen liếc liếc là sao khen mà Không có, không có. Đây mấy bạn há miệng ra mình đút cho các bạn nè. Trời ơi ngon quá rồi mình ăn. Ông ác lắm luôn á, ông ác lắm luôn á. Đồ chua ở đây á thì vị của nó hơi có vị ngọt một tí bạn ạ. Nó hơi bị ngọt nhiều hơn là chua á. Cho nên là mình nghĩ là bạn nào thích ngọt á thì sẽ thích ăn hơn. Còn riêng mình á là phải chua chua hơn xíu. Nhưng mà cục sườn là tôi cho 11 điểm luôn nha. Sườn ngon nha, sườn ngon. Tôi không biết rồi phải chấm bao nhiêu điểm nữa. Nhưng mà đưa cho mít cho gỗ vô chấm 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 chấm. Tại vì là 10 điểm nó không đủ các bạn hiểu không? 10 điểm không sao đủ. Sao sao khá là ấn tượng với món này nên sao thì chấm 9 điểm. 9 điểm luôn hả? Đúng rồi, rất là ngon. Sao mà khó tính lắm. Đúng rồi, thật sự là rất khó tính nhưng món này mình nghĩ sẽ chấm 9 điểm là nó rất là đáng để ăn. Một lần nữa mình nhắc lại, không phải là bởi vì mình thích ăn độ cho nên là mình mới nói vậy đâu nha. Mà nó ngon thiệt, nó ăn ngon thử đi rồi biết. Rồi, ok bạn ơi, vậy là video ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ăn được những món ăn vô cùng ngon rồi rồi. Đó, món tôi thích nhất chắc là sẽ là món tôm hùm. Trời, nguyên con tôm hùm ngon ấy là ngon luôn. Hình như là video hôm nay là sao mới không ăn được nào ngoài cơm sườn luôn á. Tôm hùm à, tôm hùm ngắn lắm rồi. Ủa, có món cơm xà bị trưởng là sao ăn được đó. Ăn xíu thôi, tại không ăn được hết. Ok, vậy thì coi như là video ngày hôm nay như mình đã giữ lời hứa với bạn là được 20.000 like, mình sẽ làm tập tiếp theo tập này rồi. Và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp mình với Sammy ăn món gì tiếp theo, hãy nhớ để cho video đạt được 30.000 like nha. Nếu như đạt được 30.000 like thì mình sẽ có một tập đi ăn còn đặc biệt hơn nữa nha các bạn nha. Ok, có gì thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello.